Hello, xin chào anh em. Thì rất là nhiều anh em nhờ mình làm clip đánh giá các loại cơm và ưu nhược điểm của các loại cơm ha. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành đánh giá và cho anh em nhà biết về ưu và nhược điểm của các loại cơm ra sao ha. Ok, chuyển nào. Đầu tiên là mình đến với cụm mà anh em hay gặp nhất. Đây chính là cụm CNC, là cụm nhôm ha. Thì cái này của phần mình. Thì mẫu cái cụm nhôm em có làm gì? Là một cái cụm mà một ống nhôm. Thì ống nhôm này có thể tháo ra được ha. Đây nha, đây. Đấy. Thì mẫu cụm này thì anh em sẽ rất là hay gặp. Đó, thì ở mẫu cụm này cái ưu điểm nó là gì? Ưu điểm của nó là dễ lắp. Đó, mà nhược điểm là gì? Dễ đứt dây gà. Đây, nhược điểm của nó là gì nữa? Là khi anh em gắn cái bao tay này nè. Cái bao tay này anh em khi mà anh em gắn bao tay ở ngoài vô, trồng vô thì anh em lên gà bị tụt. Đó, rất là hay tụt. Anh em lên gà lại sẽ tụt theo như nè. Đó là cái nhược điểm đầu tiên. Rồi, cái nhược điểm thứ hai là cái gì? Nhược điểm thứ hai là cái hành trình ra của anh em sẽ rất là dễ bị đứt. Đấy, mình sẽ review cho anh em xem chỗ nào tại sao bị đứt ha. Thì là ở đây à, anh em thấy không, chắc cái cạnh này nè, bây giờ thấy kiếm cái gì nhỏ mà chỉ cho dễ nhìn. Em biết à, ông địa cho xin cái nhang nha. Rồi đây, ô lộn đây, thì anh em thấy cái cạnh này không? Đấy, ngay cái phần này nè, ngay cái phần cái cây này mình chỉ nè. Đó, anh em thấy không? Nó rất là bén. Đó, nó rất là bén. Cái chỗ mà cái tâm mình chỉ này nè. Đây. Cái này nè, cái chỗ này rất là bén. Anh em mà gắn sợi da vô khi anh em lên, anh em lên da, anh em gập như thế này. Đó, thì khoảng một thời gian ngắn sợi dây da của anh em sẽ bị mài mòn ở chỗ này. Nó rất là dễ bị đứt. Mà cách khắc phục cho cái này là nào? Anh em dùng một cái mũi khoan đề 1 mũi 4 ly. Anh em mài từ ngoài đây mài vô cho nó tạo thành một cái đường cong như mình vẽ nha. Mình vẽ anh em tưởng tượng được không nha, là nó sẽ tạo một cái đường cong gờ o tròn từ cho chỗ chân, chỗ cái đầu mũi mà mình chỉ nè ra tới ngoài đây. Đó, từ đó từ trong đây ra tới ngoài đây luôn, mà mấy cong nha chứ không phải ngoài nha, anh em hiểu không? Đó, anh em mài cho nó cong ra thì anh em mới lên ra nó mới không bị đứt. Còn nếu không anh em lên da xe bị đứt. Và cái chuyện đứt dây da rất nguy hiểm nha. Nếu anh em đang chạy xe mà đứt dây da rất nguy hiểm. Tình trạng đó là mình sẽ nguy hiểm như thế nào thì tùy trường hợp. Nhưng mà rất là nguy hiểm cho trường hợp đứt dây da ha. Anh em chú ý, khi mà mua cụm này thì mình khuyên cái cụm này là không nên mua ha. Cụm này là không nên mua. Tại vì thứ nhất phải biết lắp, phải biết fix lại cái cụm thì nó không bị đứt dây da, còn nó không sẽ bị đứt. Anh em không nên mua cái cụm này. Ok, này bảo an bên. Còn anh em nào muốn mua thì mình vẫn bán 100.000 cái, cũng không mua cũng chả sao. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới tầm Uma Racing. Thì cái này hàng phách hàng riêu gì nó cũng giống nhau về cái phần ống ga, còn hàng riêu thì đương nhiên sẽ chất lượng hơn về cái phần nước sơn ở ngoài ha. Nhật ở gần đó, thải trên cái lục giác 4 ly Nhật. Cảm ơn nha. Rồi với cái cầm Uma thì khác nhau của cái cùm riêu á, thì cùm riêu hiện đang hết hàng nay gần cả tháng nay, 2 tháng nay chưa có hàng nên mình không có cái so sánh cho anh em về cùm Uma riêu được. Nhưng mà nói túm lại cái cùm Uma riêu á thì nó khác với cùm Uma phách á ở chỗ nào, đó là nước sơn và con ốc và cái nút bấm. Cái nút bấm á, cùm riêu á thì ở đây sẽ có mã số của từng nút luôn, thì nút bấm anh em bấm cỡ vài triệu lần chả hư ha. Rồi cái màu máy ngoài này thì cùm Uma phách á thì có màu đen với màu rơm, còn Uma riêu á hàng thật á thì nó là mạ gom, và cái mạ gom nó không bao giờ bay màu bị xét. Vậy anh ta thiệt đó. Thì quay lại cùng này ha, thì mình đi đánh giá sơ về nước sơn này thôi. Thì cùng Uma phách á thì nó là như vậy, anh em xài nếu cùng đen á thì lâu lâu mất cái chữ này thôi, còn chứ không có chuyện gì hết. Cái quan trọng ở cùng Uma là gì, là cái cáo vẩy này nè bằng nhựa, và anh em xài cái bằng nhựa này thì mình rất là thích. Chưa có trường hợp nào xài cơm Uma mà đứt dây ga ở tiệm mình ha. Thì đó giờ đây lý do là anh em khi mà anh em xài đầu nhựa bằng cuốn bằng nhựa nè, anh em tăng tốc, cái cụm tăng tốc anh em hai góc, cái góc này rất là rộng
anh em dứt lên á, thì hình thành ra nó tăng tốc rất là nhanh anh em thấy không? Đó, rút ngắn nguyên cái khu này luôn. Đấy. Nguyên cái khu này luôn. Từ bên đây tới đây anh em thấy không, là nó cho ra một cái góc rất là nhiều rồi ha. Đó. Thì cái cầm này thì nó không có lọ, nó không có tăng tốc mấy đâu mà nó cũng cực sốt lắm. À ha. Thì anh em thấy không, nguyên góc này lẫy ra anh, khi mà lẫy nó sẽ giật cầm này ra. Đấy, anh em thấy không? Nó sẽ giật cầm này ra như thế này lên. Và khi mà cái này xài lâu ngày á, nó chỉ mòn. Cầm này ra là nó sẽ bằng cáp, còn cái này bằng mũ. Thì khi anh em xài lâu ngày nó chỉ mòn vô cái cầm này, anh em lên ra nhiều lần chỉ có mòn thôi chứ không có bị đứt. Đó thì anh em á, những mua nếu mà mua cầm tăng tốc, anh em nên chọn những cầm mà cái ruột này bằng nhựa ha. Kể cả ống gia zin, anh em thấy hãng rồi người ta làm ống gia zin, người ta cũng làm bằng ống nhựa chứ không ai làm bằng ống sắt, ống thép, ống nhôm, ống gì hết trơn á. À, cái ống người ta luôn luôn bằng nhựa, tại vì họ biết được á, là nhựa tiếp xúc với cáp lâu ngày chỉ có mòn nhựa thôi. Đó, anh em thấy không, chạy lâu ngày mòn nhựa chứ đâu bao giờ đứt gì ra. Anh em thấy chiếc quay không, chạy từ quay 2000 chạy tới 2019, nay là 19 năm có chiếc nào mà đứt dây ra không? Không, nó chỉ lâu ngày nó rỉ sét ở trong cái ruột này hoặc là nó mòn cái cụm thôi, chứ không có nào chứ đứt dây ra, chạy gần 20 năm chưa đứt nữa ha. Đó, nên em lưu ý là mua cụm á là nên chọn những cụm Uma hoặc là Domino. Domino á thì mình sẽ review sau, nhưng mà cũng trong clip này thôi, nhưng mà anh em chạy thúc đấy thì cụm Uma thì nó là như vậy. Nó là như vậy, anh em thấy không, góc nó rất là rộng. Đó, anh em chích lên thấy không, nó hành trình ra rút ngắn rất là nhanh. Đấy thì cùng Uma thì anh em chỉ cần dứt nhẹ vậy là hết ra rồi. Đó thì mình những cái cầm này đều có link mô tả ở dưới cuối video, anh em muốn mua thì mở vào cuối video để bấm vào mua hàng giúp mình ha. Ok, giá cả đều có đó, anh em cần phải comment là bao nhiêu và ở đâu bán ha, anh em chỉ cần mở vào mô tả lên và có thôi. Đó, mình bỏ qua cái cầm này. Thì mua cầm Uma thì sẽ được tặng sợi ga. Đó, xe xăng cơ thì dùng cái này, còn xe FE khỏi dùng, xe FE sợi ga zin. Đó, mình sẽ ở thời gian gần nhất mình sẽ làm clip hướng dẫn gắn cầm Uma cho những xe xài ga zin ha. Còn mà mình cũng khuyên luôn, dây ga này anh em không cần xài, tất cả những anh em mua cầm Uma xài dây ga zin cho mình, tháo cầm ống ga zin ra rồi lắp cái cầm Uma này vào thôi, không chơi cháo gì hết, không chơi cháo gì hết nha. Đó, như vậy là tiện cho anh em nhất và tốt nhất, và xe anh em sẽ chạy rất là ngon. Và tiếp theo tới cầm Domino. Thì cầm Domino thì mình đã làm clip hướng dẫn và review khá là nhiều cho cái cầm này rồi, thì em sẽ hướng dẫn sử dụng. Thì ở trên nó thì cũng có ba cái ống cuốn nha, thì đây hai cái với hai cái tem, ở trong đây có một cái sẵn nữa. Thì cầm Domino thì nó lợi hơn cái là nó được thay hành trình ga là thay cái ống cuốn này đấy. Với ở clip mình cái clip mà đột nhập cửa hàng Sài Gòn á, là mình đã review cho anh em cả cùm Domino riêu nó khác như phát như thế nào rồi ha. Hôm nay mình chỉ nói về phần ống ga là chính nha anh em ha. Ống ga của thằng Domino nó cũng là đầu nhựa ha, anh em thấy không, nó cũng là cùm nhựa chứ nó không ai làm cái cùm bạn này á, làm cùm này là đứt dây ga chết nha. Anh em nào đã từng xài này đứt dây ga thì nhớ bấm cho mình một like đó, và comment là anh em xài cùm này đã từng bị đứt dây ga ha. Đó, nhớ cho mình một like nha, đó để cho biết là like càng nhiều là anh em xài cái này là bị đứt dây càng nhiều ha, trường hợp càng nhiều ha. Đấy, nếu này nhớ nha, ai mà đã xài cái này nhớ bấm cho mình một like, nó đứt dây ga đó. Còn cái cầm này đó thì dạo này từ cái ngày mà mình làm clip hướng dẫn anh em gắn cầm Domino 2 dây cho Winner thì anh em ủng hộ mình rất là nhiều, mình cảm ơn. Làm clip mình cũng xin cảm ơn anh em luôn. Đó thì anh em mua cầm này về thì gắn như clip mình hướng dẫn rất là ngon, anh em xài cái này không bao giờ bị đứt dây ga đâu. Đó thì anh em thấy không, sao nè, đây đó. Anh em thấy khác không? Khác chứ anh em thấy không? Cái hành trình của mấy thằng này đều khác nhau hết. Nhưng mà thằng này á, là dở nhất, tại vì mình thấy nó cảm giác như là nó đua đòi theo làm cùm tăng thôi, chứ nó không có tăng bao nhiêu đâu anh em. Không, mà nó còn bị đứt dây ga nữa, nên anh em đừng mua đó. Anh em nên mua Domino hoặc Uma. Thì hàng phách cũng được nếu anh em không có điều kiện, còn anh em có điều kiện thì mới cứ mua hàng xịn. Thì Uma xịn tầm 500 đến 600 ngàn, còn Domino xịn thì tầm 1.8 triệu đổ lên đó. Thì anh em nhớ, nếu muốn mua thì nhớ ủng hộ cho mình, thì bà bấm vào phần mô tả sẽ có phần link video của tất cả những cái cùm này đó. Thì phần giải thích nó mình ngắn gọn như vậy thôi, anh em nghe đã hiểu rồi đúng không. Đó, mua thì nên mua những cái cùm mà cái này bằng nhựa, thì cùm này riêu hay phách, cái này đều bằng nhựa và cái này đều giống nhau hết, chỉ khác nhau riêu với phách á là chỉ khác nhau vậy nước sơn bên ngoài đó, Uma và Domino thôi, chứ nó không khác gì hết. Nếu anh em thấy hay nhớ bấm cho mình một like và subscribe để ủng hộ kênh. Mình
chia sẻ những cái kinh nghiệm sử dụng đồ và bán hàng của mình cho anh em biết, để anh em mua hàng cho không bị lầm. Và mua hàng đó, cái nào mình đáng tiền mình mua cho đáng đồng tiền, chứ mua đi mua lại hoài một món đồ thì rất là tốn tiền và anh em chơi xe rất là nản ha. Ok, nếu anh em thấy hay nhớ bấm cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh. Ok, bye bye mọi người.